tắm nước giá rẻ để ở nhà, tắm nước gấp gọn mang đi du lịch, tắm nước ngoại hình sáng nè. Bây giờ muốn 3 trong 1 luôn thì sao? Có luôn. Tắm nước đến từ nhà Enbuli. Ta-da! Tắm nước giá rẻ có thể gấp gọn mang đi du lịch mà ngoại hình lại còn sang. Có hai phiên bản màu trắng và hồng. Chị em bánh bèo thì hốt màu hồng pastel này nha. Bình chứa dễ tháo rời để vệ sinh bên trong, tránh xài lâu ngày vài tháng dễ phát sinh vi khuẩn. Dung tích là 180ml, vừa đủ cho một lần súc miệng mà không cần phải thêm nước nhiều lần. Trang bị sẵn 4 đôi vòi phun gồm 2 đầu vòi tiêu chuẩn để vệ sinh hàng ngày, 1 vòi chỉnh nha thích hợp cho người niềng răng và 1 vòi phun oxy cho người mới sử dụng hay người có răng nhạy cảm. Còn nói về chế độ làm sạch á, nè he, cùng đếm với em. 1. Chế độ refresh làm sạch sâu. 2. Chế độ tiêu chuẩn. 3. Chế độ mềm dành cho người mới sử dụng. 4. Chế độ xung với cơ chế massage mạnh yếu xen kẽ. 5. Là chế độ liên tục làm sạch chính xác từng điểm trên răng miệng. Và 6. Là chế độ thủ công tự nhấn thả để điều khiển. Tần số phun là 1800 lần một phút, tạo ra tia nước với đường kính là 0.65mm, giúp làm sạch các điểm mù trong miệng như khoảng trống giữa răng và nú. Công nghệ Resendo 2 giây, cường độ nước sẽ tan dần trong vòng 2 giây để tránh tác động mạnh đột ngột làm kích ứng nú quá mức. Nếu hết pin thì chỉ cần 4 giờ sạc nhanh là bạn đã có thể sử dụng tắm nước trong 70 ngày. Với thiết kế nhỏ gọn, tích hợp bình chứa nước ẩn như thế này thì anh chị em mình có thể linh hoạt mang theo bất cứ đâu mà chúng ta muốn. Ủa quên. Mọi người ơi, đồ ngon nha.